Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 1999, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ, ngày Chủ nhật, chúng ta sinh hoạt, học tập về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Quyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là tới kỳ thứ 36, kỳ thứ 36 thì ca 45 là đúng và sai của tục đế không có giá trị chân thật. Cái thấy của người chứng đạo thì nhìn vấn đề đúng và sai của tục đế không có giá trị chân thật. Tục đế trong đạo Phật nó có cái từ tục đế và chân đế. Chân đế là đứng về cái mặt chân lý tuyệt đối. Cái lời này đó, cái ý tứ đó, cái lời nói đó, cái pháp đó nói ra rồi là không có cách nào mà thay đổi được. Thì cái giáo lý như vậy, cái lời giảng dạy như vậy, cái đạo lý như vậy, ta gọi là đứng về mặt chân đế. Còn gọi là tục đế thì giáo lý đó có thể thay đổi được, lời răn dạy đó nó đúng với thời gian nào đó, với lúc nào đó, mà có lúc nó không đúng nữa. Thế thì cái đó gọi là tục đế. Trong đạo Phật gọi là tục đế. Thông thường thế gian ta gọi là tương đối và tuyệt đối. Nó tuyệt đối rồi thì nói rồi thì không có sửa, mà đặt ra cái đó rồi thì nó phù hợp với cái chân lý của cuộc đời rồi, không có sửa khác hơn nữa được. Đó gọi là tuyệt đối rồi. Còn những cái nào mà thuộc về tương đối á, thì còn có thể sửa thay đổi được. Thì cái tương đối ta gọi là tục đế, cái tuyệt đối là trong đạo Phật gọi là chân đế. Thì ở đây cái thấy của người chứng đạo rằng là cái vấn đề đúng và sai ở trong của tục đế là không có cái giá trị chân thật. Tức là những cái việc đúng sai mà thông thường ở trên cái xã hội này mà mình quy định đó mà không có giá trị chân thật đâu. Có giá trị tương đối mà không có giá trị tuyệt đối. Học cái bài này á, để chúng để ý học cái bài này mà nếu mà mình thấm nhuần cho thật là sâu sắc bằng cái nhận thức của mình thì người đệ tử Phật có một cái khả năng, một cái nghị lực rất là kiên cường bất khuất, có cái nghị lực là dữ dằn lắm. Người ta chê không dễ gì mà mình nào đúng, người ta khen không dễ gì mà mình hứng khởi một cách dễ dàng được. Khen mình không có vội mừng, thậm chí là không hề có mừng. Chê không hề sợ, chê không có vội buồn sợ, thậm chí không hề có sợ. Cái bài này nó đào luyện cho người ta một cái ý chí nhận thức về cái vấn đề đó, mà phải dựa vào cái tiêu chuẩn. Nó có cái tiêu chuẩn là tương đối, nó có cái tiêu chuẩn của tương đối, mà về mặt là chân đế nó cũng có cái tiêu chuẩn để cho mình nương dựa. Chứ còn không thì vấn đề mà nếu mà đứng bên cái mặt tục đế không á, mà thì vấn đề phải và quấy tốt và xấu, thị với phi, không làm sao mà nói được. Người ta cứ cãi bừa, cãi suốt không vào đâu hết. Do vậy mà có khi rồi trong hai người mà cãi cọ, tất nhiên là có người đúng có người sai chứ gì. Vậy mà không ai chịu mình sai, cũng không nhận thấy cái đúng của người khác. Do vậy cho nên là có tòa án. Ở thế gian ta có đưa ra tòa án. Tòa án tức là một người làm trọng tài dựa theo cái quy định chung của xã hội.
mà ta gọi là quốc hội, đại diện cho cả cái nước đó để làm cơ quan trọng tài. Còn như cái học và cái thấy của người chứng đạo thì không phải mỗi cái là mỗi chờ trọng tài như vậy, mà nó có cái tiêu chuẩn của cái người học Phật để mà nhận thức về vấn đề đúng và sai. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý, thị tắc long nữ, đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh, sanh hãm trị. Trong cái bài này nó có hai cái điểm đích, một câu ngạn ngữ, sai chi hào ly, thất thiên lý, một câu ngạn ngữ, hai cái điểm tích. Hai cái điểm tích là long nữ, đốn thành Phật, thiện tinh, sanh hãm trụy. Dịch nghĩa là gọi là thị, không tướng mạo lấy chi làm chuẩn. Để ý vấn đề này, mình nói rằng mình đúng, chữ thị đây có nghĩa là đúng, hay là hoặc người khác người ta nói người ta đúng, hoặc là mình tự nói mình đúng, hai người đều tự nói mình đúng hết. Nhưng mà gọi là thị đó, gọi là đúng đó, nó không có tướng mạo thì lấy chi làm chuẩn. Nên vấn đề nghe rất, rất đơn giản vậy đó, mà mình phân tích đó thì là không đơn giản tí nào. Còn gọi là phi, phi tức là sai á, thị mà còn không có tướng mạo, không có lấy gì làm chuẩn. Còn phi thì nó càng khó hơn nữa, gọi là phi thì nó không có chuẩn rồi, thì biết căn cứ vào đâu. À, do vậy mà người ta có thể ta nói thị phi trên đầu môi chót lưỡi ai cũng nói được, mà quyết định thị phi là không dễ dàng. Quyết định thị phi ở thế gian á, thì là đưa ra tòa án, mà tòa án á, thì có những ông quan tòa án người ta đã từng nói, tự ông chánh án đã từng nói làm cái nghề đó nó rây rứt dữ lắm. Mà trong một đời làm cái nghề đó có khi mình xử phải làm người khác đó, chứ không hẳn mình là chánh án là hết mình xử là đúng. Đó là bản thân của mấy vị mà làm cái ngành đó người ta nói ra. Rồi bằng cớ là gần đây nè, có một anh ở Biên Hòa nè, anh rất là chân thật chất phác, và tình cờ có một cái án mạng nọ, anh làm sao không biết mà cái đồng hồ anh nó rớt ở gần ở bên cái anh cái xác chết đó. Thế là bắt ảnh bỏ tù, mà một người đã làm tròn nghĩa vụ công dân rồi, về làm nhân viên công chức không lớn, vậy mà một cái rủi ro như thế là ảnh ở tù mấy năm trời. Sau đó phát hiện ra thì vợ ở nhà là bỏ ảnh rồi, con thì vô cùng nghèo khổ, nghĩa là lang thang, không học hành thì được hết, vợ thì bỏ rồi, về nhà nghĩa là gia đình tan nát hết. Thế thì cũng đưa ra tòa án đó chứ. Cái rồi báo chí đăng lên, cái rồi bên Đồng Nai đâu quản hồn cái rồi kêu thả cái ông đó ra. Biết được cái ông đó là bị tù quan, thả ra thì bây giờ giật mình trở lại thì nó không có pháp lý. Hồi bắt vô rồi có pháp lý, có xử đàng hoàng, bây giờ thả ra là tự là bảo là bỏ trong khám, bỏ đem ra vậy thôi. Thế là bây giờ nó biên cái lỗi về luật pháp nữa, cho nên nó cuốn cuồng nhau, rối rắm vô cùng. Tôi nói cái đó để nói rằng tòa án cũng không hẳn là lập đúng được. Thế thì là bây giờ người Phật tử là phải nhận thức vấn đề thị phi bằng sao đây? Học cái bài này mới là hay nè. Tôi nói ví dụ như có những chuyện cách đây là 40 năm, mà trong lúc đó là bao nhiêu ngàn người đều nói việc đó, cái người đó là sai. Chỉ có một người mà bị coi là sai, còn bao nhiêu người nghe đứng bùng phía tự nói là trúng. Nhưng mà sự thật dựa theo cái bài học này nó hay vô cùng, phải dựa trên kết quả, dựa trên nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Nhân mà tốt lành thì là cái quả nó mới qua, quả nó mới xung xê. Còn nếu như mà là cái việc đó nhiều người cho là đúng mà nó cái hậu quả của nó ra quả là xấu, là điều đó chứng tỏ là điều đó sai chứ không phải là đúng, dù là nhiều người nói. Cho nên là có sống thời gian dài mới có nhận thức được cái giá trị của kinh điển, của sách vở. Chữ Nho ta gọi là trường đồ mới tri mã lực, còn sự cửu mới chiến nhân tâm. Muốn đánh giá ngựa chạy giỏi hay dở là phải là ngựa chạy đường dài cơ, để biết sức ngựa hay là dở.
Còn cái chuyện mà ở đời là phải có thời gian mới là xác định được cái việc đó là đúng hay sai, tốt hay là xấu. Nhưng mà nói thời gian ấy, chứ còn trong Phật học là vừa vào nhân và quả. Trong cái chữ thời gian nó có nghĩa tức là di thời di thục, tức là vừa vào thời gian. Từ cái sự việc nó xảy ra cho tới thời gian nào đó, hoặc dài hoặc ngắn, mà nó kết cái quả nó ra sao, lúc bây giờ mới là đánh giá mới thật sự là chính xác. Do vậy cho nên là khi mà người ta chê một việc gì đó, mình cũng đừng vội buồn, đừng có vội sợ. Người ta khen cái việc nào đó đối với mình cũng khoan mừng đã. Vì phải có thời gian, phải dựa trên cái nhân quả. Nhân mà tốt lành thì qua quả nó sẽ sinh tư, nó sẽ xung xê. Còn nếu như nó không xung xê mà nó không tốt lành đó, thì ai có khen nhiều đi nữa cũng vẫn là sai đó. Cái bài này hay lắm. Gọi là thị không tướng mạo lấy chi làm chuẩn, bảo rằng phi không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Vấn đề thị phi là rõ ràng là vậy đó. Nó không có chuẩn, không có tướng mạo. Do vậy cho nên vấn đề thị phi là đừng có vội mừng, khen đừng vội mừng, mà chê đừng vội sợ. Đó là cái nhận thức của người Phật tử là vậy, là cái người thấy đạo, cái thấy của người chứng đạo là vậy đó. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly thì quả sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Sai chi hào ly là thất thiên lý, thất chi thiên lý. Chẳng hạn như người ta lấy cái chuyện mà bắn súng, ta nhìn ở ngay cái chỗ cái điểm mình nhìn đây mà nên lệch đi với cái hồng tâm đó, một tí thôi, nhưng mà đi tới chỗ cái đích đến đó, nó sai rất là nhiều. Bởi vì thí dụ như là ta bắn súng thì mũi súng nó đi thẳng mà hát sai là, ở đây thì một ly mà đằng kia nó đi nó càng xa thì nó lại lệch cái mục tiêu, lại càng lọc. Sai chi hào ly thất thiên lý, cái cự ly càng xa thì cái sai của mình đây một ly mà tới đằng kia nó sanh ra cả trăm ly, mà xa hơn cự ly xa hơn nữa nó sai cả ngàn ly. Cứ như thế mà nó nhận ra sai chi hào ly thất thiên lý. Còn về toán học thì hồi tôi học toán, thầy toán cho biết mà hồi mà học cửu bắt nhất, bắt cửu thất nhì, thất cửu lục tam, lục cửu tứ, học ta tính toán của Tàu, thì có câu là lộn một con toán là bán con trâu. Là vì hồi xưa những cái người mà làm thôn trưởng cho cái chế độ trong làng trong xã hồi xưa thời kỳ Pháp á, mà con nhà khá giả, có đất đai, có vườn tược, nghĩa là coi như thế chân á. Giống như mình muốn vay tiền ngân hàng, mình phải có thế chân cái nhà cửa gì đó mới được vay. Hồi xưa là con nhà giàu có điền sản thổ nghiệp thì mới là mới làm được cái thôn trưởng, mà thôn trưởng rồi mới lên tới hương quản, rồi mới tới làm ông chủ, ông cả, ông bồi, ông bái trong làng, gọi là hộ tề. Thế thì là những cái người mà học mà nó lỡ mà sai một con ván là bán con trâu là vậy. Là lộn đi con ván là mình phải bán con trâu, mình bán ruộng mình thường vô, còn không là mất chức vợ tù. Thì cái tục ngữ, thành ngữ trong học toán là sai con toán bán con trâu. Còn nói về cái cự ly mà xa gần thì sai chi hào ly thất thiên lý. Cho nên là ngạn ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly thì cái quả sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Nhân tốt lành qua quả nó mới xung xê. Cái này là cái mà để mình đo của đạo Phật đó. Cái người đệ tử Phật phải lấy cái nhân quả mà đo cái đúng cái sai, chứ không nghe lời người ta nói, không nghe lời tân bốc của người ta khen, cũng không vội buồn khi mà người ta chê bai trách cứ. Cho nên phải dựa trên nhân quả mới quyết định là sai hay đúng. Nhân tốt lành thì qua quả nó sẽ sinh xê. Còn nếu như mà người ta nói tốt, ai nhiều người đều là nói cái đó là tốt là đúng, nhưng mà khi cái quả của nó là không có tốt, cái quả của nó là cái quả khổ sở, cái quả đau thương, cái quả là nó làm cho mất mát, cho hư hao, cho tàn tệ trong cuộc sống hay là trong cái tổ chức của mình gì đó, thì dầu nhiều người nói tốt cũng không phải là cái tốt thật, chứ không phải là dựa vào nhiều người mà sợ. Thí dụ như
thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời mà có cả hàng trăm cái tôn giáo, cái tín ngưỡng, cái đức tin của người ta khác nhau đó chứ. Thế thì là cái tư tưởng của Đức Phật Thích Ca ra đời đó là coi như là một mà địch với cả trăm. Nhưng mà rồi cái tư tưởng của Đức Phật đó, nó có đem lại cái sự an lành, cái sự giải thoát thật sự cho nhiều người. Vì vậy mà nó được sốc, nó lan truyền mạnh và rộng trong đời này tới đời khác. Còn rất nhiều cái tư tưởng, cái tín ngưỡng khác nó không có thọ, chẳng qua là một cái tập quán của một cái nhóm người nào, mà cái đó nó không có thọ, không có lan rộng được. Đó là nói về về cái thời kỳ Đức Phật ở Ấn Độ mà. Nói như vậy rồi có người khác hỏi, hỏi vậy thì đạo Phật tại sao lại không được là làm bá chủ trên hoàn cầu, trên thế giới, mà ngày nay nó thuộc về hạng thứ hai, thứ ba, thuộc về tôn giáo và hạng thứ hai, thứ ba trên hoàn cầu là sao? Thì cái này nó lại khác nữa. Cái này khác nữa mà cái điều này mình không phân tích nhiều. Đại khái là cái đạo Phật dạy người ta bằng cái tinh thần tự giác, không bao giờ dùng cái uy quyền, thế lực hay là tiền bạc, kinh tế. Do vậy cho nên những người theo đạo Phật là với một cái tấm chân tình tự giác, thấy được cái giáo lý đó đem lại sự an lạc hạnh phúc mà theo, chứ không có dùng uy quyền, không có dùng thế lực, không có dùng tiền bạc. Do vậy cho nên là có khi đông mà cũng không hẳn nó là cái kết quả của trên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên nếu thấu giác ngộ làm chứng thì mình phải nhìn vô vào cái chứng đó mà nhìn, thì mình mới cắt nghĩa được vì sao mà mình thấy rằng là đạo Phật hay như vậy, mà nó không phải là số một hoàn cầu, người ta không yêu chuộng nhiều bằng những cái tôn giáo khác. Mình không thể là không thể so sánh bằng cái số lượng đó. Các cái tôn giáo khác người ta có thể nhiều hơn, nhưng mà cái quả của nó là cái gì, nhìn cái quả của nó là cái gì, cái nhân nào đã ra cái quả đó. Do vậy cho nên học cái bài này là nhìn cho kỹ, nhân tốt lành qua quả nó mới xứng xê chứng minh nè. Rõ là sai cho nên thiện tin con Phật mà đọa A Tỳ, còn quyết định đúng cho nên Long Nữ Phật chứng Bồ Đề trong nháy mắt này. Hai cái điểm tích và một cái thành ngữ, một cái ngạn ngữ. Thiện tin đó là con của Phật. Cái này là Phật tử nào có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mới biết cái điển tích này, chứ thường thường ta biết Phật là có con là lào la thôi, không ai biết thiện tin, ít có người biết lắm. Thiện tin là con của bà nào thì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mà đại để là cũng có một bà có con tên là Thiện Tinh, chứ không phải là con của Gia Du Đà La. Gia Du Đà La là có một cậu bé lào la thôi. Cái ông Thiện Tinh này nè, cái điều là ngộ nghĩnh là cái ông này là ông chống đối Phật là từ đầu tới cuối. Phật giảng kinh mà ông đi theo trong cái nhóm tỳ kheo, mà Phật mà giảng kinh mà ông mỏi lưng, ông buồn ngủ là ông cự với Phật rồi. Ông nói con quỷ bạc câu la nó tới kìa, nó bắt ông giờ ông ngồi ông nói hoài. Nói Phật vậy đó. Rồi lát rồi lần khác ông lầm bầm, ông nói ở trên đời này Phật thì nói về nhân quả, dạy về nhân quả báo ứng, còn thiện tin thì nói trên đời này mà ai mà nói không có nhân không có quả là thì tôi mới cho người đó là A-la-hán Phật. Còn nói mà chuyện mà có nhân có quả như Đức Phật đó thì ông không có tin. Ghê gớm vậy đó. Rồi những lần khác nữa là Đức Phật đi khất thực thì là có những cái chỗ mà người ta quý mến Phật, cung kính Phật, người ta nói cái dấu chân của Phật mà người ta còn là hung ở dưới đất đó. Mà y thấy người ta làm vậy là Đức Phật vừa đi á, là trong này lại chà cái dấu chân Phật đi. Bởi vì nó cái ông già này nói cái vấn đề nhân quả này nghe nó mệt quá. Chừng nào mà không có nhân không có quả thì tôi mới nói là ông đó là chứng đạo thôi. Ghê vậy đó. Thế thì trong đời là ông này khổ thôi. À, nhưng mà đây nè nhá, rõ là sai cho nên thiện tin con Phật đọa A Tỳ, đọa A Tỳ ngay trong cái lúc sống. Do vậy cho nên tôi đã nhắc cái đại chúng về vấn đề mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Trải qua gần nghĩa là cả 50 năm học đạo hành đạo tôi mới thấy được cái chân lý đó. Không phải đợi chết rồi mới là đọa làm con thú bốn chân,
gọi là súc sanh. Không phải chết rồi mới đầu thai làm một con quỷ mà cái bụng như cái trống sấm mà cần cổ thịt khí quản như cây kim, không phải vậy. Không phải đợi chết rồi mới đọa vào những cái chỗ đớn đau e chề mà của quỷ sứ nó hành hạ. Nói như vậy là mình hiểu bằng kiểu mà duy tâm siêu hình ấy. Mà thật sự đây là thiện tinh đọa tỳ là dẫn đi đến bình thường. Mà Đức Phật với đạo nhãn của Đức Phật mà nhìn bằng Phật nhãn ấy, thì là thiện tinh không có giờ phút an lành và sung sướng. Cho nên là tuy là đi theo Phật vậy đó, mà vẫn là một cái tâm hồn của tam đồ ác đạo, vừa địa ngục vừa ngạ quỷ vừa súc sanh. À, cho nên là mấy mươi năm trời đi sâu vào đạo Phật tôi mới nghiệm về vấn đề đó. Còn một vấn đề nữa cũng là đọa A Tỳ ngay ở trên trên cõi đời này. Lăng Nghiêm Tải bảo Liên Hương Tỳ Kheo Ni tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục, thi thác thi thi sát thi thâu vô hữu, tội báo tội cảm thân, xuất mãnh quả sinh hãm địa ngục. Có câu trong kinh vậy. Kinh Lăng Nghiêm chép rằng là có vị Tỳ Kheo Ni tên là Bảo Liên Hương. Lúc bây giờ cái sức giữ giới của mình nó không có còn kiên cường, nó không còn mà tinh tấn nữa. Tự biện hộ rằng là ôi cái chuyện dâm dục này nó đâu có giết hại ai, nó đâu có trộm cướp của ai, thì tự mình làm những cái điều mà dâm dục, tự mình sáng tác ra những cái hành động dâm dục và cái tư tưởng dâm dục, gọi là tội cảm thân xuất mạnh quả. Nghĩa là trong hiện đời mà cái lửa hừng hực, cái lửa dục, cái lửa giận, cái lửa dâm đó mà, nó làm cho từ đó là đau khổ triền miên mà không còn cái cách giải thoát giác ngộ nữa. Thế thì là cái hồi mà cỡ là 30-40 năm trước của mình học là ủa ngộ ha, còn sống vậy mà cũng đòi đi ngục được, vậy là chừng đó rồi sao, đất nó nứt xuống, nó rớt xuống hay sao, thì lửa tự nhiên nó phần phần ra hay sao, cứ mình thắc mắc hoài. Thì qua những cái năm mà mình tiếp thu kinh điển đi sâu vào đó, mình mới thấy rằng là cái đọa địa ngục ngạ quỷ và súc sanh nó ngay trên đời này. Đây là thiện tinh Tỳ Kheo, đây là một người con Phật còn sống mà Phật vẫn nói rằng là sanh hãm trị mà. Thì tất thiện tinh sanh hãm trị, sanh hãm trị nghĩa là nó rớt vào trong một cái tâm trạng, trong cái cảnh giới mà riêng mình bị cái khổ dày dò cả bức rứt thân và tâm, không có lúc nào an lành. Thì cái hiện tượng mà đau khổ đó, dày dò đó là địa ngục đó, chứ không phải đợi là chờ chết rồi xuống diêm vương quỷ sứ nó hành gì cả, không cần nói cái đó. Cái đó là kiếp sau sẽ sinh lại một cái đời khác, cũng làm con người cũng bị dày dò đau khổ nữa, vì chưa có trí tuệ mà. Không có trí tuệ, không nhận thức được chân lý thì trở lại kiếp sau cũng vẫn là đau khổ, sống trong tham, cực tham, cực sân, cực si thì cũng sống trong địa ngục. Cái bằng sanh hãm trị. Bây giờ thì tôi có thể nói với đại chúng điều đó mà không còn nghi ngờ gì nữa, mà đại chúng nếu mà nghe được thì tôi rất là mừng. Còn bằng mà đại chúng không nghe được thì tôi nói toàn cái vai trò, cái trách nhiệm, cái đạo lý của tôi học. Đấy, cái câu mà tôi học hồi đó, cái luật sư Di đã có câu đó rồi. Thì cái đi bảo đi tự làm cái chuyện mà dâm dục, rồi biến minh bằng cách nguy biện rằng là cái này nó không phải giết hại ai, nó không phải trộm cướp của ai, nó không phải là nó láo nó đối chịu gì, cho nên không có tội. Thế thì là mình tự quỷ hoại, mình không có giữ được cái giới đó nữa. Thì kể từ khi mà không giữ giới đó thì thân tâm không còn an lành, thanh tịnh, nhẹ nhàng, khinh an, giải thoát nữa. Nó đâm ra nó sinh ra một cái thứ dục vọng nặng nề, mà cái nó bốc cái quả ha, cái dâm quả đó nó bốc lên, nó hừng hãy đốt cháy, nó làm cho tâm can có thể bị héo úa. Chứ cái người mà giữ giới mà trong sáng á, là cái tâm can nó nhẹ nhàng, nó không có bị hành hạ. Còn tự mình làm cái việc đó, tự mình không giữ cái giới đó thanh tịnh nữa đó, thì bắt đầu nó thiêu đốt tâm can, cái lửa tự nó bốc lên đốt ghê gớm lắm. Cho nên là khi mà cho tới ngày nay rồi đó, là tôi nghe kinh nó không còn cái mê tín dị đoan lẫn lộn trong đó. Thì tắc là thiện tinh sanh hãm trị này là còn sống mà vẫn sống trong tâm trạng của người địa ngục, chứ không phải là chết. Đây là thiện tinh đây nè. Còn long nữ, cái điển tích long nữ là kinh Pháp Hoa các vị biết rồi.
Ông Sa Lợi Phất nói lòng nữ rằng là cô có năm, người nữ có năm điều trước mà cô là người nữ, cho nên cô không được thành Phật đâu. Tại sao lại cô nói là cô học hành đi đại trí văn thù rồi cô được những cái diệu dụng cái màu nhiệm của đạo Phật? Không, tôi không tin đâu. Cô có năm điều trước, không được làm Phạm Thiên, không được làm Ma Dương, không được làm Chuyển Luân Tính Vương, và trong đó kể cả nghĩa là vấn đề làm Phật thì cô không được rồi. Thế thì lòng nữ mới lấy cái sao chuỗi mà dâng lên cho Phật. Phật mới nhận cái sao chuỗi của cô. Cô mới hỏi Sa Lợi Phất này, ngài coi tôi cúng dường sao chuỗi vậy Đức Phật nhận có mau không? Ông Sa Lợi Phất nói mau. Lòng nữ nói rằng ông hãy vận dụng sức thần của ông mà xem, tôi thành Phật còn mau hơn việc đó. Thế thì là tức thì là bay chuyển nữ thành nam, bay qua cái thế giới vô cấu thành Phật. Chuyện đó là chuyện nói ở trong kinh Pháp Hoa. Thế thì long nữ là một cái người long nữ, dòng dõi của rồng. Mà rồng đây không có nghĩa là rồng là con rồng. Con rồng như tôi nói rồi, con rồng mà nó là cái biểu trưng cái chủ nghĩa phong kiến ở nhà vua. Họ lấy bốn cái thứ nhất biểu nhị ngư tam xà tứ tượng đó, là bốn cái sức mạnh của bốn cái loài thú trên thế giới này tập hợp thành một sức mạnh của nhà vua. Cho nên cái rồng đó là không có thiệt đâu, đừng có tin cái rồng đó. Nhưng mà đây là rồng, đây là kể cả trong con người ta cũng có rồng nữa. Ý nói rằng là xuất sanh đấy, thiên chúng long chúng đó, là địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh có ở trong tâm ta. Tâm ta có 10 cảnh giới, 10 cõi. Cho nên long nữ là dòng dõi trong phát xuất từ trong cái giai cấp xuất sanh, vậy mà được thành Phật. Điều đó có nghĩa là xuất sanh mà chuyển ra thành Phật cũng không phải là không được, có khả năng đều làm được điều đó, miễn là biết học chánh pháp, biết hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Long nữ là phát xuất từ trong cái dòng dõi của xuất sanh, nó không phải là thanh cao lắm, không phải là trong sáng lắm, vậy mà nhờ sự giáo dục của đại trí văn thù thì người ta có thể cải ác thành thiện, cải tà thành chánh, cải cái xấu thành là cái tốt, cải cái phàm phu trở thành Phật được. Ý ta nói vậy. Cho nên là thị có nghĩa là đúng là phải, thi có nghĩa là sai là quấy. Có thể nói thị thi là vấn đề chót lưỡi đầu môi của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Bình thường hàng ngày ai cũng có thể nói câu đó được, ai cũng có thể đặt vấn đề nói là thị, người này là thị, người kia là thi, người nọ là thi, người kia là thị, vân vân. Ai cũng có khả năng, ai cũng có quyền nói như vậy được hết. Tất cả mọi người đều có thể tưởng rằng vấn đề thị thi là việc tầm thường, cho nên ai cũng có quyền nói thị hoặc nói thi. Ai cũng có quyền khen tặng hay phê phán kẻ khác một cách dễ dàng. Người được khen tặng tâm bốc rất dễ bằng lòng đắc chí, người bị phê phán chê bai rất dễ thối chí nản lòng, thậm chí đâm ra hoang mang sợ sệt. Thói thường là thế đấy, nhưng mà dưới mắt của người chính đạo không phải vậy. Được khen hay bị chê đều phải cân nhắc, phải sử dụng lý trí nhận xét khách quan vấn đề. À, chỗ này là cái chỗ cần thiết đây nè. Khen là ai khen, ai khen mới được chứ. Chứ nếu như mà mình qua Macau mà cái chỗ là toàn là một cái khu cờ bạc, chẳng hạn như Kim Trung Đại Thế Giới Sài Gòn đây cách là 30 năm trước á, mình vô đó mà họ khen mình là anh hùng, là hảo hớn, là cái tay là bốc rời cái tay, là nó khen tặng mình đó mà. Thế thì là anh hùng thật sự không? Có phải là hảo hớn không? Ở bây giờ đây là qua Macau nè, chỗ chơi cờ bạc chẳng khác nào là Đại Kim Trung hồi xưa. Qua đó mà được những người đó khen thì là coi chừng, nhảy lầu, nhảy biển, hoặc là tu tội vì làm sạc nghiệp mất điều vốn liếng của ngân hàng nào đó, của công ty nào đó. À, do vậy cho nên là vấn đề khen là ai khen mới được. Những người chuyên môn cờ bạc chơi bời như vậy mà khen mình thì mình là ở trong cái hàng ngũ đó rồi. Còn như là thánh nhân, là hiền thánh ta khen thì cái đó là tốt quá đấy chứ. Do vậy cho nên là khen là ai khen. Còn chê, chê là ai chê.
Ủa mấy cái người mà cờ bạc mà chơi bời quan nhâm vô độ đó, tử sắc đại ký mà siêu đình ngã quán đó, mà họ chê mình là mình hạnh phúc lắm đó chứ. Nó khen là chết mình rồi, chê mình nó nói cái người đó quê dốc, cái người đó tầm thường, không biết chơi hưởng những cái dục vọng đáo để này. Thế thì chê là ai chê? Người khen là hạng người nào? Người chê là hạng người nào? Dựa trên cái tiêu chuẩn nào để mà khen, để chê, để nói đúng và nói sai? Cái này nè, tôi đề nghị đại chúng để ý cái này nè, chứ không là ta dễ sợ lắm đó, nhẹ dạ lắm đó. Nghe chê là sợ, nghe khen là mừng. Không nên, không có được vậy. Cái này nó có tương quan tới cái từ bát thông bất động, với cái từ như như bất động. Cái người mà nhận thức được vạn pháp hữu vi này, nhất thiết hữu vi pháp, nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, việc như đen, ưng tác gì thì quán rồi, là cái người đó là cái người như như bất động. Do vậy cho nên vấn đề thị bất thị mà phi bất phi. Người ta khen ta chê, đừng có thèm sợ. Ai khen mới sợ, nếu sợ là ai khen mới sợ. Ai chê mà, ai khen mới mừng và ai chê mới sợ. Sự thật thị và phi không ai tìm ra được cái hình mạo, cái dáng vẻ của thị phi. Gọi là thị không có tướng mạo, lấy chi làm chuẩn gọi là phi? Không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Thị phi vô thật tướng, tất cánh tổng thành không. Trường đoạn gia gia hữu mà miêm lương sư sư đồng. Vấn đề thị phi nó không có cái tướng thật. Đây là gọi là thị không tướng mạo, lấy chi làm chuẩn, mà gọi là phi không có chuẩn biết cứ vào đâu đó. Thị phi vô thật tướng, tất cánh là tổng thành không. Lúc ra rồi tìm nó không có, không tìm ra được hình mạo, cái dáng vẻ của thị phi không ai. Vậy thì vấn đề thị phi không phải dễ dàng đánh giá, dễ nói trên đầu môi chót lưỡi, mà người ta tưởng là ai cũng có thể nói, ai cũng có thể phê phán đúng sai dễ dàng được. Không phải dễ dàng đâu. Vậy mà ta không để ý là ta rất dễ bị, dễ bị là động tâm, dễ bị lay động tâm không? Cái thấy của người chính đạo, thị phi không có dáng vẻ hình mạo, nó không có cái tướng thực. Cho nên trên cõi đời không có nhiều người đủ tư cách có trí tuệ chân chính. Sự xét đoán trên cõi đời không có nhiều người đủ tư cách có trí tuệ chân chính, sự xét đoán mới là đáng tin cậy. Chỗ này chắc thiếu chữ. Cao hơn một bậc, người tu sĩ phải dựa trên cái chân lý nhân quả để làm chuẩn cho thị và phi. Cái người mà nói thị phi là phải có tư cách, cái khen là phải bậc hiền thánh ta khen ngợi, thì cái lời khen ngợi đó mới có giá trị, mới có đủ tư cách để cho mình phục tùng và mình tuân theo. Còn như là những cái phàm phu tục tử, những cái ngoại đạo tà giáo mà họ khen mình để họ lôi kéo mình đó, thì là mình theo họ là nguy rồi đó, mình là nguy rồi đó. Lời nói việc làm đó là thị, là nói việc làm đem lại cái hậu quả lợi lạc thật sự, an ổn thật sự, hạnh phúc thật sự, giải thoát. Lời nói việc làm đó là thị. Ngược lại, dù có tán thán, có tân bốc qua cửa miệng của đa số người cùng bào chuốc ngợi khen, dưới cái thấy của người chứng đạo, đó vẫn là phi. Cho nên phải dựa trên cái hậu quả của việc làm đó. Ngạn ngữ của Trung Quốc nó còn có một cái câu là chó của chàng đạo chích sủa vô nghiêu. Theo kinh sách vở của Trung Quốc thì là vua Nghiêu là một vị thánh quân, Nghiêu Thuấn đó mà. Một khi thần Nông Quỳnh Đế thì Nghiêu Thuấn là những vị thánh quân, ai cũng trọng kính cũng quý. Vậy mà đạo chích là người ăn trộm, mà chó của đạo chích tức là chó của người ăn trộm mà sủa một vị thánh quân, thế là vị thánh quân đó là người xấu hay sao? Cho nên có những cái ngạn ngữ của Trung Quốc đó, để nói lên rằng là khen là ai khen, chê là ai chê. Ai chê mới đáng sợ và ai khen mới đáng mừng, chứ không phải ai khen cũng mừng mà ai chê cũng sợ. Chó người ăn trộm mình đi sủa một vị thánh quân, có phải vì là vị thánh quân đó không tốt, không ngay thẳng, cho nên chó nó mới sủa vậy ư?
Không phải, cho nó không biết vậy đó, tốt xấu nó không cần biết. Miễn là không phải là chú nó là nó sủa vậy. Do vậy cho nên là cái người mà nó sủa không hẳn phải là người đó phải xấu. Cho nên lấy cái bài học này mà để ý trong cuộc sống của mình, mình có cái nghị lực, đừng có vội sợ người ta chê, đừng có vội mừng người ta khen. Khen là ai khen? Người đó là người hiền thánh khen thì mình mừng. Còn như những người mà không tốt lành gì hết mà khen thì điều đó không có gì đáng mừng hết. Ngược lại chê cũng vậy, chê là người có phước đức, có trí tuệ, người ta nhận xét cái chân lý cuộc sống của mình sai chân lý, thì cái người mà có phước đức, có trí tuệ ta chê thì là cái chê đó mình nên sửa. Còn như những người mà họ không có cái phước đức, không có cái trí tuệ gì hết, không theo ý họ thì họ chê thôi, họ không bằng lòng họ chê thôi, chứ thì những cái điều chê đó mình không có gì phải sợ hết đó. Để như vậy nó bồi dưỡng cho mình một cái nghị lực trong cái cuộc sống. Chứ còn không là chúng ta, thứ nhất là Phật tử tại gia đó, thường tiếp nhân xử sự là giảng lai thù tạc, là cái sự chê khen biết bao nhiêu mà kể. Nếu mà nghe khen mà mừng, mà nghe chê mà buồn đó thì là thôi, là mình giống như là một cái cây cỏ nhỏ xíu vậy, là gió chút xíu nào cũng đều bị hết. Trong khi đó cái người mà học đạo thì ta gọi là bác phong bất động, lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc, lợi hay là hại, khen hay là chê, tân bốc hay là miệt thị, khổ vui đều là bất động. Phải tôi luyện ý chí như thế. Đó là vấn đề thị phi. Đề nghị đại chúng nên học cái bài đó cho kỹ, để mình làm cái chuẩn, mình nương dựa cái tinh thần trước cái sự thị phi, gọi là thị. Không lấy chi làm chuẩn bảo là phi, không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Tới cái bài thi ca 46, cái thấy của người chứng đạo và giá trị của tu sĩ là hành giả chứ không là học giả. Cái bài này cũng hay lắm. Cái bài này cái người xuất gia thì cái giá trị vô cùng, mà người tại gia cũng phải học như vậy thôi. Người Phật tử tại gia cũng phải học như vậy thôi. Đây là cái thấy của Quyền Giác Thiền Sư đây nè. Giá trị của một tu sĩ là hành giả chứ không phải là học giả. Quyền Giác Thiền Sư là một người rất là thông minh, là một học giả chứ không phải là vừa. Nhưng mà ta xác định rằng là người hành giả mới tốt, chứ người học giả nó chỉ có cái kiến thức của thế gian, áp dụng cái gì của thế gian thì có thể có lợi, nhưng mà nếu mình đem vào trong đạo Phật thì có thể không hề có lợi. Quyền Giác nói: ngô tảo niên lai tích học vấn, diệt tằng thảo số tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, khước bị như lai khổ ha cấp, sổ tha tân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tự bị, tùng lai tấn đăng giác hư hành, đa niên uổng tác phong tần khách. Dịch là: trong quá khứ tôi mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn nghĩa lý chưa có tin tưởng, Như Lai quả chỉ là người đếm bạc. Ghê vậy đó. Trong quá khứ đã từng học rất nhiều kinh sách, đã từng giảng kinh, đã từng là giải luận, nhưng mà chỉ phân biệt danh ngôn thôi. Phân biệt danh ngôn, học hiểu văn tự ngôn ngữ để nói mà chưa có thâm nhập. Cho nên là học là văn nhi tư, tư nhi tu. Đối với chánh pháp là học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, cái đó mới là có lợi. Chứ học chánh pháp không, giống như mấy người mà đọc sách Nữ Công Gia Chánh mà đọc lướt qua rồi thì không hề nấu ăn được cái gì đâu. Mua sách thuốc về đọc lướt qua rồi thì biết được một số tên thuốc vậy thôi, chứ cũng không hề trị được ai, cũng không trị được cho mình đâu. Thành ra là trong quá khứ tôi mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn mà nghĩa lý chưa có tin tưởng, Như Lai quả chỉ là người đếm bạc. Đếm bạc là những cái vị mà làm ở trong kho bạc, trong ngân hàng, mỗi ngày đếm bạc tỷ vậy đó.
Nhưng mà tới chừng mình ra khỏi ngân hàng rồi là mình cũng chỉ có một ít tiền lương trong tháng vậy thôi, chứ còn là mình đếm ngày mà bao nhiêu tỷ tiền ta đó mà, mình đâu có được gì đâu. Cho nên Mỹ Như Lai quả chỉ là người đếm bạc, vào kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi, nhập hải toán xa đồ tự bị. Như Lai quả là học nhiều mà không có hành đó, thì nó giống như là cái người mà vào trong biển mà đếm cát. Đếm cát biết chừng nào cho hết cát, đếm sao cho xuể. Trên cõi đời này mà nếu mình học thì là bao nhiêu văn tự, bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu kinh điển của bao nhiêu nước trên thế giới này, mình học làm sao mà cho hết được. Cái biết này làm sao mà mình biết hết được. Cho nên mà mình cần học, nếu mà mình có ý niệm học để cho mình giỏi, để mình thành là cái nhà bác học đó mà, nhà thạc sĩ, là tiến sĩ hay là cái gì sĩ đó mà, thì cũng giống như người mà có ý đồ là đếm các biển vậy, không bao giờ đếm hết được đâu, làm sao mà đếm hết được. Cái học, người xưa ta nói càng học nó càng dốt. Hồi lúc tuổi mình nhỏ mình nghe câu đó nó thấy sao lạ vậy, không học là dốt đành rồi, mà nó càng học là càng dốt. Nhưng mà thật sự là càng học là không bao giờ mình thấy thỏa mãn được. Hồi nhỏ mình đọc cái bài đó, rừng nhu biển thánh khôn dò, nó như rừng, làm sao mà đếm cây đếm lá cây cho hết. Rừng nho, nhu là nho, thánh, cái biển có thánh, nước biển mình làm sao mình nông mình đếm cho hết được. Cho nên cái hiểu biết trên cõi đời này là không bao giờ hết được, đừng có ảo tưởng. Học nữa và học mãi, điều đó rất hay. Càng học thấy càng dốt. Do vậy cho nên là bây giờ cái của người đệ tử Phật là cái gì? Cái của người đệ tử Phật đó là hồi đó có một ông, có ông đệ tử Phật, ông cứ đeo theo hỏi Phật về vấn đề vũ trụ quan, về nhân sinh quan, về vấn đề có không đoạn thường. Ông hỏi nhiều lần về vấn đề thế giới này là cùng hữu cùng hay vô cùng, hữu biên hay vô biên, Phật không trả lời. Tới một lần nọ, lần thứ tư thứ năm gì đó, ông giận quá, ông nói với những người đạo bạn rằng nếu mà tôi đớ tới mà ông Cù Đàm, ông cái ca lần này mà tôi hỏi, mà nếu mà ông không nói với tôi về, cho tôi về vấn đề thế giới này là hữu biên hay vô biên, hữu cùng hay vô cùng, hữu hạn hay vô hạn, ông không nói vấn đề đó thì tôi sẽ bỏ đạo, tôi không theo, không tu nữa. Thế thì lần đó ông tới ông hỏi Phật, ông cũng giao kết vậy đó, nếu mà Như Lai mà không nói là kỳ này là tôi trả y áo cho ngài, tôi không tu nữa đâu. Đức Phật ôn tồn nói, này thầy tỳ kheo, cái hồi mà ngài thầy phát tâm đi tu, tôi có hứa với thầy là tôi sẽ trả lời với thầy vấn đề thế giới này là hữu cùng mà vô cùng, mà hữu biên hay vô biên, là có hay là không không. Tôi đâu có hứa thầy điều đó. Rồi bây giờ thầy nói rằng nếu mà tôi không trả lời là thầy đi. Ông kia ông tức nói vậy chứ mình Thế Tôn, cái tại sao Thế Tôn không có nói? Người ta nên rằng Thế Tôn cái gì Thế Tôn cũng biết hết, tại sao là tôi hỏi Thế Tôn không nói? Đức Phật nói, ta không có phải là cái người để đi nói tùm lum như vậy, ta nói như vậy không có lợi ích gì cho ông hết trơn. Thí dụ như ông hỏi về thế giới này là nó hữu biên hay vô biên, là ta nói nó hữu biên, ông tin không? Nếu ông tin là ông được cái gì? Chẳng những ông không thêm được cái gì mà ông ngu thêm. Là vì ta nói nó hữu biên mà ông tin vậy, chứ cái biên đó tôi với ông có đều đi tới đó được hay không? Hữu biên nghĩa là nó có ranh giới đó, có đi tới đó thí nghiệm được không, chứng minh được không? Còn tôi nói nó vô biên, thế thì vô biên đó thì là rồi còn nó là ra sao, nó là cái gì? Thế thì tôi có nói hữu biên nhưng tôi nói vô biên, mà ông có tin hay không tin gì đều không có lợi gì cho ông hết. Thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, là cũng có cũng không, không phải có không phải không gì đó, tất cả gọi là tứ cú mà ông hỏi dần lân đó đều không có lẽ, cho nên Như Lai không có nói. Mà Như Lai là giống như ông thầy thuốc vậy, thầy thuốc mà đại tài là phải trị cái bệnh của cái người mà bị bệnh cho hết đau khổ, cho lành bệnh. Rồi lúc bây giờ Như Lai nói cái kinh tiễn dụ, ví như một người mà bị cái tên độc ở đâu đó nó bắn tới, thì cái trách nhiệm của ông thầy thuốc giỏi là phải
gỡ cái mũi tên ra rồi thì phải lấy cái máu độc ra rồi phải dịch thuốc lại làm cho người ta hết đau. Đó là bổn phận trách nhiệm của ông thầy thuốc giỏi. Còn ông là một người bị tên mà tôi là thầy thuốc giỏi rồi tôi lại tôi trị cho ông, mà tôi là dạy nó để tôi nhổ mũi tên ra. Ông nó khoan đừng nhổ mũi tên, để coi cái mũi tên này là từ hướng nào nó bắn tới. Thế là tìm ra biết được hướng bắn tới rồi là sắp nhổ ra. Ông nó khoan đừng nhổ, để coi cái tên này là bằng cây gì. Rồi là tìm nó được cái cây cho ông biết rồi là ông nói khoan còn có cái me tên này nó là bằng đồng hay là bằng thau hay là bằng sắt. Rồi nói được cái me tên này ông nói khoan để coi còn cái lông đuôi của cái tên này nó làm bằng lông chim gì. Thế gì là nó ngấm độc nó chết rồi ông à. Còn gì để mà tìm mà hiểu, tìm hiểu về cái tên đó mà cho nó hết đó, là chết à. Rồi nếu mà hỏi được nó được cái lông này là lông gà lôi để làm cái đuôi tên thì ông hỏi chứ còn còn để chờ cho tôi chờ coi cái người bắn cung này là nó thuộc về là cho ro hay là hời hay là nùng hay là tày hay là mana gì đó. Thế là cứ dần như thế tìm được người giống người là ông hỏi ôi cái cung này nó làm bằng cái dây gì, dây da trâu hay là dây cổ rùa hay là dây bố vân vân. Thế thì làm sao mà ông sống được. Do vậy cho nên Như Lai là cái người thầy thuốc trị những cái bệnh, những người bị tên độc Như Lai làm cho hết bệnh, Như Lai nhổ tên, Như Lai dịch thuốc, Như Lai làm cho hết đau hết nhất để người đó được an lạc. Đó là cái trách nhiệm của Như Lai cũng như ông thầy thuốc đối với một bệnh nhân đang đau khổ vậy. Còn cái chuyện mà không tương quan gì hết, ông hỏi để làm gì, không có lợi ích gì hết á. Do vậy mà Như Lai không có nói. À, thế thì cái kinh tiễn dụ là vậy. Bây giờ vấn đề đây là vô ngã nè, vô thường nè, khổ nè, bất tỉnh nè. Các người không có hiểu cái đó, cho nên ta mới triển khai cái giáo lý đó để ta dạy cho các người tư duy mà quán chiếu về vấn đề chân lý vô thường, vô ngã, về khổ, về bất tỉnh. Như là chỉ cho cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh để mà sống trong cuộc đời này. Cuộc đời nó mong manh lắm, nó tạm bợ lắm, nó nhiều nguyên nhân đau khổ lắm. Như Lai ra đời là để chỉ dạy cho các ông mà biết cái nguyên nhân đau khổ để mà chừa, biết cái con đường an lạc hạnh phúc để mà đi trong cuộc sống an lành này. Chứ Như Lai có hứa với ông là hồi đó ông xuất gia rồi Như Lai sẽ dạy cho ông những cái vấn đề hữu hạn, hữu biên hay vô biên đâu. Đấy thì lúc bây giờ ông ta mới tỉnh ngộ. Cho nên á, ông kéo là từng dịch kinh mà giải luận bấy lâu nay phân biệt danh ngôn nghĩa lý chưa có tinh tường, để Như Lai quở chỉ là người đếm bạc vào kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi. Hiểu biết xuông lắm học vị có ra gì, lặng nhặng mãi chỉ là khách thông trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Với cái thấy của người chứng đạo, qua cái nhìn, cái nhận thức của người đệ tử Phật, hiểu biết suông, học vị văn bằng nhiều không có làm gì hết, lăng nhăng lanh quanh khoe khoang khoác lác, rồi thì chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng, bất giác lung chung lão hủ xúc sự diễn toàn. Không bao lâu rồi thì vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch dông sát na dị thế. Cái hiểu biết đó so với cái vạn pháp trong cái vũ trụ bao la này thấm thía gì. Cho nên là những cái người mà học về điện toán đó, mà tôi có hỏi những người đó, tôi hỏi anh học được bao lâu, nó tôi học đại học vậy đó. Hỏi vậy là có thể biết hết chứ gì. Ông ta nói rằng là thật sự mà nói không có, mình không có biết hết đâu. Mình học cái phần nào đó, nó mấy cái bộ môn mặt nào trong cái điện toán này để đem mà mình xài thôi, rồi phân công nhau mà chia mà học mà xài. Chứ học mà học hết cái này thì có thể không có người nào học hết đó. Người nào chuyên về đồ họa làm đồ họa, mà người nào về Excel là Excel, người nào Excel là Excel, người nào là học work thì để lo làm việc văn phòng vân vân, chia ra vậy thôi. Người nào giỏi thì là được là cái bằng văn phòng chứ tứ bảo thì học nổi cái làm trong văn phòng. Chứ còn những cái mà điều khiển vừa lớn lắm, rộng lắm, vô biên, nổi cái máy điện toán không mà phải chia ra mà học đó mà. Còn cái sự vật hiện tượng trong vũ trụ này mà dựa vào cái bằng cấp mà cử nhân rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ đó là tưởng rằng là mình ngon lành đó, là giống như cái người mà vào biển mà đếm các biển tưởng mình là cái người ngon, hy vọng rằng mình đếm các biển hết được. Không đâu. Không khéo là lăng nhăng mãi chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Văn như tư, tư như tu,
là cái tiến trình một hệ thống học tu trong đạo Phật. Văn như tư, nghe tìm hiểu, nghe rồi phải tìm hiểu, phải tư duy rồi phải thực hành. Thông thường giáo lý kinh điển Phật dạy tu phải học, học cho hiểu chân lý để phân biệt đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chân, đâu là ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là viên. Mấy cái từ này là cái cách mà ta giải phát Bồ Đề Tâm. Nó có 8 cái chữ: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà thì loại ra, chánh thì mình theo, chân thì mình học, ngụy mình bỏ, đại thừa thì mình phát triển, tiểu thừa thì mình lần lần mình hạn chế để mình vượt qua. Thiên tức là những cái hiểu biết mà không có chánh đáng. Viên là viên mãn, là cái giáo lý tròn đầy, vô vào đó mà phát tâm. Cho nên người ta ví học như là đôi mắt, tu như là hai cái chân. Muốn đi đến đích nhờ hai cái chân khỏe mạnh đã đành, nhưng nếu không có đôi mắt sáng thì đôi chân khỏe cũng không thỏa mãn được sự mong không thỏa mãn được cái sự mong cầu đến đích. Đại trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát được biểu trưng cho cái giáo lý tri hành trong đạo Phật. Tri hành hợp nhất, chắc chắn đường tu sẽ thành công viên mãn. Cho nên cái này thì nhắc lại trong bộ kinh Pháp Hoa, đại chúng để ý cái phẩm một là Đại Trí Văn Thù xuất hiện. Đại trí Văn Thù nhận thức cái điềm cái hào quang mà Đức Phật phóng qua mà soi rọi thông đồng cả 18.000 thế giới ở phương Đông, là Đại Trí Văn Thù xuất hiện đã cắt nghĩa và giới thiệu cho đại chúng. Thế thì Đại Trí Văn Thù xuất hiện ở cái chương 1 có nghĩa là học Pháp Hoa là phải vận dụng đại trí mà học, mà nghe mà học là phải vận dụng cái đại trí. Và cái phẩm Pháp Hoa, phẩm 38 là Bồ Tát Phổ Hiền khuyên pháp để kết thúc cái bộ kinh Pháp Hoa. Mà Đại Hành Phổ Hiền là tiêu biểu cho tinh tấn, cho cái sức tinh tấn là hành. Do vậy cho nên là tri và hành hợp nhất là mới thành tựu được cái quả giải thoát giác ngộ. Cho nên nó đại trí là tri, mà Đại Hạnh Phổ Hiền là hành. Nếu như chúng ta mà để ý về vấn đề tri và hành của chúng ta thì chúng ta không cần phải đến trước cái tượng đại trí mà lại Đại Hạnh Phổ Hiền mà lại, không cần. Đạo Phật có cái tiêu biểu đó là phải để ý. Tri và hành nó thành ra ông Phật Thích Ca, bi và trí nó thành ra ông Phật Di Đà. Cho nên ông Phật Di Đà thì có là một bên là Quan Âm là biểu trưng cho đức đại bi, còn Thế Chí là biểu trưng cho cái đức đại trí. Bi và trí hai cái đó cộng lại nó thành ra cái ông Phật A Di Đà. Thế thì mình muốn mình là Phật Di Đà thì mình phải có phát triển đến đức đại bi cho cao độ và đại trí cho thật cao để nhận thức chân lý. Thế thì là tự tánh của mình, là tự tánh Di Đà nó hiển lộ ra đó. Cái kinh điển của ta là cái biểu trưng, cái kinh Liễu Nghĩa là ta phải nói vậy đó. Còn muốn thành Phật Thích Ca phải không, là Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là tinh tấn, tri và hành, cái đức tinh tấn và cái đức hiểu biết trí tuệ, hai cái đó mà anh nhận thức, anh sống trong cuộc sống của anh đó thì chính anh là thành Phật rồi đó. Anh là ông Phật, cũng giống như Phật Thích Ca vậy. Muốn thành một ông Phật là có hai cái đó, hai cái đức đó hợp lại. Hai vị Bồ Tát được biểu trưng cho cái giáo lý tri hành trong đạo Phật. Tri hành hợp nhất, chắc chắn là đường tu sẽ thành công viên mãn. Qua cái thấy của người chứng đạo, tri chưa sâu sắc tinh tồn, chưa được hành, hoặc tri mà không hành chỉ làm đau lòng Phật, sẽ bị Phật quở trách cho rằng là vào biển đếm cát, vào kho mà đếm bạc không công, là việc làm của người không thực tế trong cuộc sống. Nhập hải toán xa đồ tự bị,
không bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha tân bảo hữu hà ít, mà nhập hải toán xa đồ tự bị. Sẽ bị Phật quở trách cho rằng giàu biển đến cát, rốt cuộc nhất đáng vô thường. Ngoảnh lại nhìn cuộc đời, những năm tháng trôi qua thì chính mình chỉ là khách phong trần, dày gió giảng sương, trôi nổi theo dòng thời gian, năm tàn tháng lụng, không đem lại cho bản thân một sự an lạc nào. Đây là điều có thật. Cho nên là cái bài này thuộc mà cho nó thâm nhiễm đi, ăn sâu vào trong tâm của mình, trong tâm trí của mình, để thường nhắc nhở, nhắc nhở cái việc tu học. Đừng để thành cái người mà sổ tha trân bảo hữu hại, nhập hải toán xa đồ tự bị, tùng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách, chỉ là người khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng. Trên bước đường tu học theo đạo Phật, hành giả mới đem lại sự an lạc, sự giác ngộ giải thoát cho người tu học, cho người tu sĩ. Học giả học để trích cứu tầm chương, chỉ là người phân biệt danh ngôn, lãng mạn hơn đem cái số học biến thành ra cái trò tiêu khiển, ngâm phong dịnh nguyệt. Bí quyết của sự tu hành, của sự giải thoát giác ngộ, của sự nhận thức chân lý với cái nhìn vạn pháp, thì nó giật những cái thứ bọt bèo, bìa chéo và rẽ rề. Nó có cái đó, nói bọt bèo, nói bìa chéo, nói rõ rẽ rề, nói những chuyện rất là tầm thường, chưa kể là nói cái chuyện quan đường ảo tưởng, nói chuyện trên trời trên mây không có thực tế, đó là không phải đạo Phật. Cái nhìn của người chứng đạo, tác giả chứng đạo ca, khắc sĩ mới quý, còn thạc sĩ tiến sĩ chỉ quý ra thế gian mà thôi. Cái chữ khắc sĩ đây là chỉ chung cho những cái vị tỳ kheo á. Cái chữ tỳ kheo là ta dịch là khắc sĩ bố ma và phá, chứ không phải là khắc sĩ là chỉ cho giáo hội khắc sĩ không. Giáo hội khắc sĩ cũng tức là một nghĩa ở trong cái chữ tỳ kheo. Bố ma là do cái đạo đức, cái phẩm hạnh của mình làm cho phiền não ma, thiên ma, tử ma không hề khuấy nhiễu mình được, gọi là bố ma. Chứ tỳ kheo thì là khất sĩ, bố ma và phá. Chứ ma tôi nói nhiều lần rồi, chứ ma nó đã có cái thân của mình đây là ngũ ấm ma, sắc tức là cái phần vật chất, thọ tưởng hành thức, năm cái nó hợp lại thành cái thân ngũ quẩn này nè, mà là ngũ quẩn phụ hư không khứ lai. Nó là những cái thứ mà bọt bèo trôi nổi, hợp tan tan hợp. Cho nên trong cái thời gian mà mình tu tập này, mà nếu mà cái sức tinh tấn tu hành của mình mà chưa thành tựu, mà nó bệnh hoạn, nó ốm đau, nó làm cho mình trở ngại trên đường tiến bước, trên đường tu mà, thì ta gọi đó là ngũ ấm ma. Hoặc là có người nó làm cho có người nặng về tham tài, có người nặng về tham sắc, có người nặng về tham danh, tham thực, vân vân. Thế thì là chính cái thân ngũ quẩn này nó là một cái thứ động cơ, nó thúc giục cho trở ngại cái đường tu hành của mình. Cho nên cái thân này ta gọi là ngũ ấm ma. Còn phiền não ma là tham sân si mạng nghi, thân kiến biên kiến tà kiến vân vân đó. Cái đó nó khuấy nhiễu, nó làm loạn động tâm hồn, làm cho tao đau khổ, ta gọi nó là ma. Rồi thiên ma là những thứ mà nó cám dỗ, nó rất là cực kỳ nguy hiểm, nó lôi kéo con người mà có khi người ta không cưỡng lại được. Thì cái thế lực mạnh mẽ như vậy đó, gọi là thiên ma. Còn tử ma là trên đường tu hành của mình chưa thành tựu mà nó đã bị gián đoạn, nó làm cho mình gián đoạn. Thế thì để cái chữ ma đó là bố ma là vậy đó. Mà cái người tu hành đó là cái người khất sĩ đó, là trên là xin giáo pháp chư Phật để tu hành, mà dưới là xin cái thọ dụng của cái thí chủ của đàn Việt, xin cái mật thực tứ sự cúng dường của đàn Việt mà thọ dụng, cho nên gọi là khất sĩ. Cái thì khất sĩ bố ma phát là cái người này là thường làm những điều thiện mà cảnh giác với những điều ác, không làm những điều ác. Cho nên người khất sĩ thì nó quý hơn, chứ còn cái thạc sĩ tiến sĩ thì quý ở thế gian và chỉ đối với thế gian mà thôi. Trong đạo Phật không quý văn bằng học vị, văn bằng học vị trong đạo Phật không quý,
cần thì cũng có cần. Nếu mà mình có trình độ, mình có văn hóa đó, mà bằng học gì bên ngoài mà mình học Phật đó, thì mình học rất là mau hiểu. Cho nên cái đó cũng cần. Nhưng mà đem cái đó mà để mà vênh vang, mà tự đắc, mà kiêu căng, mà khoe khoang những cái học vị văn bằng đó mà, thì cái đó không phải là người đệ tử Phật có trí tuệ. Thời Phật tại thế, Phật dạy cho những người ngoại cấp không có học vị văn bằng vẫn thành công trong giải thoát giác ngộ. Dạy cho tới những người chuyên đà la, gọi là những người ngoại cấp, mà người ta biết tu mà, ta vẫn có giải thoát giác ngộ. Mà cái mục đích của đạo Phật là xây dựng, là đào tạo, là dạy dỗ cho con người một cách sống để có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có kinh an, và có giải thoát và giác ngộ. Chứ không phải là cái công danh, cái tài lộc, cái địa vị của xã hội. Do vậy cho nên học vị văn bằng là để cho những người ngoài xã hội người ta làm. Còn cái mục đích của đạo Phật thì nó không phải là chú trọng cái đó. Cho nên là những người ngoại hạng như vậy mà Phật dạy còn thành công, còn ở Đông Độ lục tổ Huệ Năng được người đời kính trọng tôn thờ, cũng chẳng có văn bằng học vị. Trên pháp Bảo Đàn ta đọc ta biết lục tổ Huệ Năng không biết chữ. Cái bài kệ mà Bồ Đề Bốn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài Bổn Lai Vô Nhất Vật Hà Sứ Nhá Tầng Ai, đó là nhờ ông Quang, ông Quang Thác Sử ông viết giùm đó. Chứ Huệ Năng không có biết, không có biết chữ, không biết chữ. Mà khi mà ngộ được chân lý rồi đó, thì ai hỏi cái ý tứ nào trong kinh mà không rõ, không hiểu mà hỏi là lục tổ Huệ Năng nói là đúng, đúng chân lý. Do vậy mà Ấn Tông Pháp Sư là một vị thầy cạo tóc làm lễ xuất gia cho lục tổ Huệ Năng. Vậy mà sau khi mà nghe lục tổ Huệ Năng giảng kinh Niết Bàn rồi á, thì là ngài Ấn Tông Pháp Sư nói rằng là nhân giả giảng kinh Đại Niết Bàn như là vàng rồng, còn như bần tăng này đây á, thì giảng như là ngói gạch vậy. Đó là cái người không có học vị văn bằng gì hết đó. Thảo nào tác giả Chứng Đạo Ca mới nói rằng là Ngô Tảo Niên Lai tích học vấn diệt tàng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hương, khước bị Như Lai khổ ha trách sổ tha, trân bảo hữu hà ích, tùng lai tấn đánh giác hư hành, đã niên uổng tác phong trần khách. Bài đã đọc thấm thía lắm. Rồi có ý chí đi trên con đường đạo, đọc mấy cái bài nó thấm thía lắm. Thôi hết hai bài rồi, ngừng cái đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ